Bản tin Bộ Y tế ngày 11 tháng 8 năm 2022 cho biết cả nước có 2.367 ca COVID-19, có 6.418 ca khỏi. Trong ngày không có ca tử vong nào, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.360.348 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 114.543 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.418 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.003.554 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 63 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 48 ca, thở oxy dòng cao HFNC 5 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 9 ca, ECMO 0 ca. Từ 17h30 phút ngày 10 tháng 8 đến 17h30 phút ngày 11 tháng 8 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 10 tháng 8, có 490.288 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 249.778.892 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 215.445.259 liều. Mũi 1 là 71.318.997 liều. Mũi 2 là 68.832.837 liều. Mũi 3, vaccine Abdala là 1.513.719 liều. Mũi bổ sung là 13.848.129 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 48.800.686 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 11.130.894 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 21.278.739 liều. Mũi 1 là 9.063.343 liều. Mũi 2 là 8.721.281 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 3.494.115 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 13.054.894 liều. Mũi 1 là 8.337.237 liều. Mũi 2 là 4.717.657 liều.